Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bạc trắng đầu trong ngày hầu tòa. Chùa Ba Vàng vi phạm nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Máy bay xâm phạm vùng trời Việt Nam có thể bị ép hạ cánh. Chủ tịch xã ở Hà Giang bị bắt vì đánh bạc. Phó thủ lĩnh của Hamas thiệt mạng trong vụ nổ ở Liban. Sáng ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số địa phương. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cúi gằm mặt, lộ rõ mái tóc bạc trắng khi được dẫn giải đến phiên tòa. Trong số 38 bị can liên quan đến vụ án Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 5 người khác bị truy tố về tội nhận hối lộ cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trong số các bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ, ông Nguyễn Thanh Long là người nhận nhiều nhất khi đã đút túi 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng. Tối ngày 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày cho vật tử chiêm bái, vật thể được cho là xá lợi tóc Phật chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Hoạt động này cũng chưa đúng quy định về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định 162/2017. Ban tôn giáo tỉnh đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí làm rõ, củng cố hồ sơ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Bàng không biên soạn, sản xuất video, hình ảnh và tài liệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật, đồng thời yêu cầu nhà chùa gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan trên các trang tin và mạng xã hội. Những nội dung được chia sẻ trong thời gian vừa qua đã gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Dự thảo nghị định của Chính phủ do Bộ Quốc phòng xây dựng đã quy định rõ các trường hợp máy bay xâm phạm vùng trời Việt Nam sẽ bị ép hạ cánh. Bộ Quốc phòng xác định lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện bay chặn để ngăn chặn không cho máy bay tiếp tục vi phạm, bay kèm để dẫn dắt máy bay đến khi kết thúc vi phạm hoặc bay ép hạ cánh để ép buộc máy bay vi phạm phải hạ cánh tại sân bay của Việt Nam. Biện pháp bay chặn sẽ được áp dụng khi máy bay bay vào vùng trời Việt Nam mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép bay, bay vào khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay không tuân thủ quy tắc bay, vi phạm chế độ bay nhưng không chấp hành hướng dẫn của cơ quan điều hành bay. Các hành vi của máy bay có thể bị ép hạ cánh bao gồm: máy bay bay trong vùng trời Việt Nam bị can thiệp bất hợp pháp, bị bay chặn bay kèm trong vùng trời Việt Nam, không chấp hành hiệu lệnh của máy bay bay chặn bay kèm, bay trong vùng trời Việt Nam không thực hiện đúng phép bay. Vào ngày 2 tháng 11, Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã bắt giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, trong số này có cả một cán bộ lãnh đạo xã. Các đối tượng đã bỏ chạy khi nhận thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại hiện trường. Tăng vật thu giữ gồm hơn 8 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại, một bát sứ, một đĩa sứ và 4 quân vị. Bằng các nghiệp vụ điều tra, Công an đã làm rõ và bắt giữ tổng cộng 6 con bạc. Đáng chú ý trong số này có đối tượng Triệu Văn Mạnh, sinh năm 1978, hiện đang là Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xín Trải, huyện Vị Xuyên. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào thủ đô Beirut của Liban và khiến 7 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân bị sát hại bởi vụ nổ có ông mươi 57 tuổi, là lãnh đạo chính trị cấp cao Hamas. Israel từ lâu đã cáo buộc ông Arari đứng đằng sau các cuộc tấn công nhằm vào công dân nước này. Nhưng một quan chức Hamas cho biết ông Arari cũng là trung tâm của các cuộc đàm phán do Qatar và Ai Cập tiến hành về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và việc thả các con tin Israel do Hamas bắt giữ. Các chiến binh Palestine và nhiều nguồn tin an ninh địa phương đã đổ lỗi vụ tấn công cho Israel và cáo buộc lực lượng này đang làm gia tăng nguy cơ xung đột ở giải Gaza gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Tuy nhiên, phía các quan chức quân sự Israel đã từ chối bình luận về vụ tấn công này. Người phát ngôn quân sự của Israel, Daniel Hagari cho biết lực lượng của họ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ và chuẩn bị cho mọi tình huống. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.